Hello anh em nhé, rất vui khi anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của mình. Thế thì xin giới thiệu với anh em, đây là một cái con diều màu vàng vàng đây này. Là cái con diều mà mình vừa mới hoàn thành xong anh em ạ. Đây, để mình thả ở đây này. Mình thả ở đây, mình dở ra cho anh em xem nhá. Đây là cái con màu đen này thì mình cũng vừa với bay hôm qua đấy anh em. Đó, đây này, con màu đen. Hai con diều đều lắp ráp hết anh em nhé. Mình làm với con diều này đều là lắp ráp thôi. Đó, còn con này nữa này. Con này là mình vừa hoàn thành xong mà chưa bay rồi anh em. Đó. Đây là phía sau này, đều lắp ghép hết anh em nhé. Đó, mình gấp lại như này. Đó, xong mình quấn nó lại. Rồi, còn khi mà mình bay thì mình dỡ này ra. Đó. Đây mình sẽ giới thiệu sơ qua với con diều màu vàng này. Con diều màu vàng này mình tạm gọi cho cái con diều này là bướm vàng anh em. Bướm vàng là có nghĩa là bướm không đi đêm nhé. Đấy. Đây, bây giờ mình sẽ giới thiệu về cái quy cách của con diều này này. Với con diều này với cái chiều dài như này này. Đó, thì là bây giờ mình quên bố rồi, để mình đo lại nhá. 2 4 6. Rồi, mình nhớ rồi. Đây là với cái chiều dài của con diều này là 6. Mình giới thiệu cái thân anh em nhé. Còn cái bề ngang nó là 90 phân anh em ạ. Đây này. Đấy. Đây. Đó. 90 phân đấy. Bên mình đo găng tay cho anh em xem nhá. Nè. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, đó thấy không? Nó còn dư một khúc như là 10 cm đấy, gọi là 90 cm. Cái găng tay của mình là 20 cm một đấy. Đó, bây giờ mình sẽ giáp cái con diều này và thử sức gió thử anh em. Đây này, ở trên cây hiện tại bây giờ là không có gió, vừa trời vừa mưa xong anh em ạ. Đây. Trời vừa mưa xong mà lúc mà mưa thì nó có gió, mà khi mà tạnh mưa cái là hết gió, mà đen như là mực ấy. Đây, mình sẽ giáp cái con diều vào như này đây anh em. Đó. Ở hai cái bên này là mình có để cái lỗ nhé. Đấy, sau đó mình giáp vào thôi. Mình chọc cái cây này vào. Đây, để mình giữ này nha. Đây, mình chọc đây anh em. Ôi trời, cũng chắc lắm. Đây. Đó. Thấy chưa? Mình chọc vào đây. Đó, đây là cái phần này lúc mình căng ra là mình cứ thế là bay thôi. Đấy, anh em này. Đó. Bây giờ mình thử bay nhẹ nhẹ lên cái xem như nào nhỉ? Tại vì gió bây giờ nó gió kém lắm anh em ạ. Đây, để mình xem cái cây nào là cây chính xác nữa. Đéo ạ, cây này cây kia đúng không? Đây, lộn hơn cây này rồi. Mình sẽ giáp với cây này. Tại vì là cái cây này với con diều là mình đã đo rồi anh em ạ. Mình đo chuẩn xác cái ấy nó đó. Mình cân để cho nó độ cân bằng ấy, của con diều á. Đây, mình sẽ lắp lại cái này nhá. Đây, mình chọc đây anh em. Đấy, đúng cái lỗ trong đây này. Đây. Đó, mình cắn một cái ống nhựa nhỏ nhỏ ở đây này. Đấy, bây giờ mình sẽ bay thử anh em ạ. Đây, mình cột cái dây leo nhá. Đấy, mình cột dây leo thì cái đây để mình chống cái máy này xuống anh em nhá. Chống xuống cho nó dễ nhìn. Mình làm những con diều này đều lắp ghép hết để sau này mình làm lên nhiều tầm chục con bắt đầu mình tặng anh em ạ. Chục con bắt đầu mình tặng ấy. Đây anh em. Thì bây giờ là mình cột dây leo anh em nhé. Đây này. Đó, cái dây leo thì mình đã cột như này rồi. Đó, anh em thấy chưa? Đây. Đó, bây giờ mình sẽ cột vào để mình bay thử thế nào. Gió không có, mình giống như kiểu mình thả mình bay mình chạy thử thôi. Đó, cái con diều nó như thế nào vậy? Vì mình rất là tin tưởng vào cái tay nghề mình làm diều anh em. Đó. Rồi. Đây nhá. Đây con dây đây, diều kia. Mình sẽ cầm dây dài chút. Ui, cẩn thận cái quặn dây nó dính vào nước anh em ạ. Mình bỏ lùi lên trên đây này. Đó. Rồi, để mình thử nhẹ nhẹ các anh em nhé. Không có gió nên là nó ấy lắm anh em. Đây. Thử một tí là cơn hơi nhỏ nữa anh em nhỉ. Đấy. Đây. Đấy, anh em thấy chưa? Lên đấy. Đó. Đấy, chưa cần thấy gió là nó đã bay rồi. Mình sẽ làm
nhiều những loại diều như này anh em nhé, lắp ghép để mình tặng anh em ạ. Đó, mình tặng cho các bạn nào chưa có diều thả hoặc là các bạn nào chưa biết làm diều. Đó, video sau là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách làm con diều như này nhé. Mình cho bay thử đây, gió kiểu này không có gió nên là thành ra là đó, anh em thấy chưa? Đấy, gió nó có đâu, nhưng mà diều vẫn cứ kiểu muốn đi lên, muốn bay đấy, nhưng mà gió lại không có. Đấy. Cái gió mà phất nhẹ nhẹ tí để mình cho lên tí để cho anh em xem thử đoạn nữa. Đó này, diều rất là nhẹ gió nhá. Con diều của mình là không che anh em ạ. Thấy không? Mình cố níu để cho nó lên thử anh em nhá. Diều nhẹ gió lắm. Đó, để xem nó lên được tới đâu. Úi giời. Coi thử nào. Không có gió là nó thấy không? Không có gió luôn đấy chứ. Bực nha. Thôi bây giờ chắc mình khép cái video đây anh em ạ. Hẹn anh em là video sau mình căn nó có gió thì mình sẽ thả con diều này cho anh em xem nhé. Đó, rồi mình sẽ tích cóp những con diều này lại để sau này mình tặng cho anh em. Đó. Diều lắp ghép rất là đẹp, không che này anh em này. Đó. Đấy. Thấy gió hiu hiu anh em ạ, mình thả lại thử xem nào. Nó hiu hiu nghe ghét quá. Thả lại anh em nhé. Nãy lên cao phết đấy nhỉ. Gió nó mạnh mạnh tí nữa thì quá đẹp luôn. Chán thật. Đấy anh em thấy không? Chờ cơn gió tí anh em hả? Bắt đầu mình tuột cả dép luôn. Mình phóng lên phát. Đó. Hiu. Thế nào? Đó, có khả năng lên đấy anh em ạ. Diều nhẹ gió ghê luôn đấy, mà gió thì lại không có chứ. Nổi điên không? Đó, hết gió rồi này. Trên cao là có gió đấy anh em ạ. Đấy. Đấy. Diều rất là nhẹ gió nhất này. Rất tiếc là gió nó không có để mà bay chứ. Đấy, nhìn cái đuôi của con diều này anh em thấy chưa? Nó đâu có phất phơ hay là nhìn cái cây này. Đây. Đó. Nhìn cây gió kiểu này mà diều nó lên ở cỡ này là anh em biết là diều nó bay cỡ nào. Diều nhẹ gió. Phải không? Đấy. Cứ níu níu này mà nó lên trên tầng trên ấy thì nó lại ok đấy anh em ạ. Tại vì là gió tầng trên mà. Đấy. Cứ giật này là lên đấy. Thấy chưa? Đấy. Phần trên này đang có gió này anh em này. Thấy không? Đó. Đấy, lên rồi đấy anh em. Thấy không? Đó. Diều nhẹ gió ghê luôn mà gió thì không nhẹ theo diều. Lên này là ok đấy anh em hiểu không? Đó, nhớ anh em nào kết thì IP mình nhá. Mình sẽ làm gom một số diều để rồi mình tặng anh em ạ. Nhân cái dịp mùa hè nghỉ cho anh em chơi. Đó. Còn anh em nào chưa biết làm diều thì comment nhá. Mình sẽ làm vài cái video làm cái diều kiểu như này. À, anh em thấy dây thì trùng rồi. Đây. À, nó có gió đâu. Dây trùng. Diều nhẹ gió ngon ghê ghê thật. À. Đó, dây trùng như cỡ này thì làm sao mà ấy được. Thấy không? Diều đứng im trên luôn. Thôi quả này kéo xuống anh em ạ. Kéo xuống chứ không là mắc cây ấy. Kéo xuống anh em nhé. Kéo nhẹ nhẹ. Đó.
làm những con diều nó ngon ghê. Mà hôm hôm qua thì cái con diều màu đen nó bị lạch xương anh em, do mình dán nó chưa chưa hết á, cho nên là lúc lên là gió là nó bị há cái xương ra. Bên mình kéo diều xuống thôi, rất nhẹ nhàng đấy. Anh em thấy những con diều của mình hay thì hãy comment của mình nhé. Rồi mình sẽ làm một số những cái video để mình làm cách làm diều đấy anh em, không có gió xuống luôn, xuống bãi cỏ luôn. Rồi mình sẽ khép video đây anh em nhé.